Chào tất cả các em, sau thầy sẽ cùng các em giải bài 4 sách giáo khoa môn giải tích 12 trang 61, bài hàm số lũy thừa. Cụ thể bài 4 người ta yêu cầu là hãy so sánh các số sau với 1. Ở đây là các số đều có dạng là lũy thừa, được chưa? 4,1 mũ 2,7 này, 0,2 mũ 0,3 này, 0,7 mũ 3,2 và căn bậc 2 của 3 mũ 0,4, được chưa? Đều có dạng là lũy thừa của một cơ số, được chưa? Rồi, thế thì các em cần nhớ lại, đó là chúng ta nhớ là một mũ alpha thì luôn luôn là bằng 1. Được chưa? Một mũ alpha luôn luôn bằng 1. Thế thì chúng ta sẽ lợi dụng cái tính chất đó để chúng ta muốn so sánh với số 1 thì chúng ta sẽ sử dụng cái này, nó là với alpha lớn hơn 0 thì hàm số y bằng x mũ alpha đồng biến trên 0 đến dương vô cùng. Rồi, cụ thể nó làm như thế nào thì nó sẽ làm như sau nhá. Chúng ta ở y a này 4,1 mũ 2,7 thì chúng ta sẽ có là ta có hàm y bằng x mũ 2,7 đồng biến trên không dương vô cùng, được chưa? Rồi, cái này là do 2,7 lớn hơn 0 ấy, được chưa? Nên chúng ta suy ra do đó vì 4,1 là sẽ lớn hơn 1 nên 4,1 mũ 2,7 sẽ phải lớn hơn 1 mũ 2,7, được chưa? Theo đúng tính chất đồng biến thôi mà. 4,1 lớn hơn 1 nên 4,1 mũ 2,7 lớn hơn 1 mũ 2,7 nên chúng ta suy ra 4,1 mũ 2,7 là sẽ lớn hơn 1, được chưa? Xong một ý. Ý B chúng ta làm tương tự này. Hàm y bằng 0,2 mũ 0,3. Chúng ta có alpha vẫn lớn hơn 0. À xin lỗi, thầy xin lỗi các em. Ở đây sẽ là hàm y bằng x mũ 0,3 đồng biến trên không dương vô cùng, do đó từ 0,2 thì chắc chắn là bé ăn 1 thì chúng ta sẽ suy ra được đó là 0,2 mũ 0,3 sẽ bé hơn 1 mũ 0,3. Hay nói cách khác chúng ta suy ra 0,2 mũ 0,3 bé hơn 1. Được chưa? 1 mũ 0,3 cũng là bằng 1 thôi mà các em. Rồi. Tiếp theo ý C. Chúng ta làm tương tự. Hàm. Ở đây các em thấy số mũ nó dương hết mà. Hàm x mũ 3,2 cũng đồng biến trên không dương vô cùng, do đó vì 0,7 bé hơn 1 nên 0,7 mũ 3,2 sẽ bé hơn 1 mũ 3,2. Hay nói cách khác chúng ta suy ra 0,7 mũ 3,2 bé hơn 1. Rất đơn giản thôi, chưa? Tiếp theo chúng ta làm tiếp ý D, đó là hàm x mũ 0,4 cũng sẽ đồng biến, tại vì mũ số mũ nó dương mà, đồng biến trên không dương vô cùng, được chưa? Đây dấu chấm phẩy nhá, không dương vô cùng này. Rồi, do đó vì căn bậc 2 của 3 thì sẽ lớn hơn 1. Đúng không? Căn bậc 2 của 3 thì nó sẽ lớn hơn căn bậc 2 của 1 là bằng 1, được chưa? Nên nó lớn hơn 1. Nên căn bậc 2 của 3 mũ 0,4, được chưa? Sẽ phải lớn hơn 1 mũ 0,4. Hay nói cách khác chúng ta suy ra căn bậc 2 của 3 mũ 0,4 sẽ lớn hơn 1, được chưa? Rồi. Các em quan sát và chúng ta kết thúc bài tập này tại đây.